Kính chào bà con. Hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con một cái giàn lưới cước Thái ba màn. Chiều cao của lưới là 1,5 m và chiều dài là 110 m. Kích thước mắt lưới ở cái giàn lưới này nó là then 3,5, nghĩa là 7 phân. Thì ngoài cái dòng then 3,5 này ra thì A Đầu còn có then 3, 6 phân và then 4, 8 phân. Chiều cao thì là 1,2 m cũng có, 1,5 m và cả 2 m A Đầu đều có hết. Thì hôm nay A Đầu tập trung vào cái vấn đề là giới thiệu với bà con là cái dòng lưới cao 1,5 m, then 3,5 là 7 phân. Thì hàng này A Đấu vẫn là làm thủ công cho bà con. Chì, chân chì rồi chân phao thắt đều tay và kẹp rất là nặng. Hàng này nó là lưới đánh chìm. Cái độ nặng của cái hàng 1,5 m này nó là từ 1,9 cân cho đến 2 cân chì. Khi thả cái dòng này là dòng lưới này nó là thả chìm cho bà con. Cái đầu phao đây A Đấu thắt chết, thắt quá chết cho bà con và chống rối chống mắc cho bà con. Thả rất là sướng. Riêng dòng này bà con khi mua được cái sản phẩm này á, là đánh cái mùa như cái mùa này nó đang là mùa cá chép vật đẻ tháng 3 này, tháng 3 dương lịch, thì là thường thường là khi có mưa xuống là cá chép rất là nhiều, nên đánh cái dòng này là phù hợp cho bà con. Thì ngoài cái dòng cao 1,5 m này ra thì A Đấu có dòng cao 1,2 m cho bà con và có cả chiều cao 2 m cho bà con. Đấy, cái then 3,5 ở đây nó là nút nọt 3 ngón tay lỏng, nút nọt 3 ngón tay lỏng có nghĩa là 7 phân. Dòng này thì khi bà con mà thả cái dòng này á, thì cái sợi lưới của cái dòng cước Thái này á, nó rất là khỏe, rất là dai. Tại vì sợi cước của nó là 0.15. So với cái dòng cước bén á, thì là cước của nó chỉ 0.11 đến 0.12 thôi. Thì cái dòng này thì A Đấu luôn luôn bao hàng cho bà con. Thứ nhất là bao lưới thái xịn, thứ hai là bao chuẩn hàng là hàng gia công cho bà con. Thắt thì thịt rất là nhiều, túi rất là sâu, đảm bảo cho bà con mọi mặt về vấn đề. Thì đấy, đó là cái hàng 1,2 m, tiếp theo là hàng 1,5 m, thì có cả 2 m thôi. Bà con muốn gì thì cứ liên hệ với A Đấu.